Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Chỉ trong một vài phiên tới nữa thôi Là chúng ta sẽ xác định được Liệu đây là cái nhịp hồi phục kỹ thuật Nhịp hồi phục nhân đạo của thị trường Giống như là cái hồi đầu tháng 10 năm ngoái Nó hồi phục từ vùng 1110 đến vùng 1150 Nhưng không thể vượt lên trên cái đường xu hướng được Đây là cái hệ quả Khi mà cái đường xu hướng nó không được xác nhận Và ở cái vùng hiện tại thì chúng ta cần phải theo dõi thêm một vài phiên tới để theo dõi thêm xem liệu cái phiên ngày hôm nay này nó có giống với cái phiên ngày mùng 9 tháng 10 hay không thì nếu như mà nó giống phiên này thì có nghĩa là thị trường còn hồi phục thêm được một vài phiên nữa và cũng có thể nó sẽ hồi phục lên đến quanh vùng 1, 2, 30 cộng trừ nhưng mà không thể vượt lên trên được điều kiện là để thị trường nó có thể vượt lên trên xu hướng ấy, là một vài phiên tới nó tiếp tục cái quá trình hồi phục sau đó nó phải vượt lên trên vùng này một phiên tăng mạnh và chính Đức vượt lên trên cái vùng 1230 được nó mới xác nhận nó không giống như cái vùng này chứ còn nếu không ấy, nó mà tiến lên đến vùng này thì cái phiên ngày hôm nay nhá về cơ bản nó cũng tương tự giống như cái phiên ngày mùng 9 tháng 10 thôi nó tiếp tục nó sai quay nó rung lắc quanh nó tiệm cận quanh cái đường xu hướng thì đây là cái đường màu xanh này trong khoảng à, khoảng 5 đến 7 phiên tới cơ để nó đánh lừa chúng ta đây là một cái tín hiệu gọi là tín hiệu test cung nhưng mà không phải ấy. Thì anh chị em cần phải chú ý kỹ cho mình xem trong khoảng 5 đến 7 phiên tới Nhanh ấy, nhanh thì có thể luôn trong phiên nghỉ kia Nói là phiên thứ sáu tới, phiên thứ sáu tới này Mà thị trường nó chính thức nó vượt lên trên, nó có phiên tăng mạnh luôn Thì anh chị em nhớ chú ý để giải ngân luôn ở phiên đấy Khi mà thị trường nó đã xác nhận trở lại xuống Thì sẽ có rất nhiều cổ phiếu nó đồng thuận với thị trường Như đến thời điểm hiện tại thì có một số cổ phiếu nó đã vượt lên xuống trước rồi ví dụ là những cổ phiếu cái nhập chứng khoán nó nhạy sóng hơn như cổ phiếu như STS này cả phiên hôm nay nó rung lắc nhưng mà cuối phiên nó vẫn đóng cửa tham chiếu này nó vẫn nằm phía trên cái đường xuống đây là một tín hiệu tích cực này hay như biết ai tiếp tục tăng này vì thằng này nó khỏe hơn tăng 1,5 phần hay có một vài cổ phiếu khác thì kết phiên ngày hôm nay nó cũng vượt lên trên được xu hướng thì anh chị em cần phải chú ý kỹ cho mình phải chú ý quan sát phải bám sát diễn biến thị trường trong khoảng một vài phiên tới xem nào nó có hoạt động tương tự giống như hồi th đầu tháng 10 năm ngoái hay không nếu như mà nó hoạt động tương tự như vùng này thì khả năng là một nhịp giảm nó còn tiếp diễn thì uh, nếu như mà kịch bản tiêu cực này nó diễn ra thì thị trường nó còn phải giảm về quanh một một hai mươi một một hai mươi cộng trừ mình thì mình không hy vọng điều này xảy ra đâu nhưng mà nếu như nó xảy ra thì để chúng ta còn có sẵn cái kế hoạch để nếu như mà đang cầm phải vị thế nào đấy thì nhanh chóng cơ cấu nhanh chóng thoát hàng để bảo toàn vốn chờ thị trường nó giảm xong lúc ấy chúng ta tham gia sau anh chị em nhé còn mình thì mình hy vọng là cái kịch bản này kịch bản mà trong một vài phiên tới có thể phiên ngày mai nhá phiên ngày mai thì nó vẫn chưa vượt lên trên được phiên ngày mai thì nó đóng cửa quanh vùng này quanh ở vùng 1220 sau đó sang phiên ngày kia thứ nhất nhá một trong những điều kiện này là nó cần phải vượt qua trong ngắn hạn nó cần phải vượt qua cái vùng điểm số cao nhất của cái phiên mùng 5 tháng 8 vì phiên này là phiên mở gáp giảm gần 50 điểm thì trước tiên thì nó cần phải vượt qua được vùng điểm cao nhất của phiên này và sau đó nó vượt lên trên dần dần trước tiên ngắn hạn thì nó phải vượt qua cái đường ngắn hạn trước sau đó thì nó cần phải vượt qua cái đường đường xu hướng là cái vùng 1230 trong mấy phiên tới nhanh thì phiên thứ sáu tới muộn hơn thì nên trong tuần sau nó cần phải vượt qua tuần sau là cái tuần giữa tháng giữa tháng 8 như ở cái video cuối tuần trước ấy, mình có gửi anh em về việc là Cuối tuần sau có nghĩa là khoảng ngày mùng 9 này Hoặc là sang đầu tuần sau nữa Thì thị trường nó sẽ sớm xác nhận xu hướng Cho anh em, để anh chị em có những cơ hội để giải ngân Thì cái thời điểm mà chúng ta mong chờ nó đang đến rất gần rồi Nên giai đoạn này là giai đoạn anh chị em cần phải gom vốn Tích lũy thêm tiền thức Để lựa chọn được siêu cổ phiếu, được cổ phiếu tiềm năng Mà nó vận động tích cực hơn hẳn so với thị trường Thì đấy là cái điểm đến Khi mà thị trường nó xác nhận vào xu hướng ấy thì những cổ phiếu khỏe là những cổ phiếu nó tăng mạnh nhất nó sẽ mang đến cơ hội rất tiềm năng đến với anh chị em nó thành hay bại là một vài phiên tới thôi nó diễn biến tương tự như hồi đầu tháng 10 năm ngoái hay là nó sẽ chính thức nó vượt lên xu hướng chỉ cần có dòng tiền dẫn có dòng tiền mạnh tham gia là sẽ giúp cho thị trường nó vượt lên xu hướng ngay quan trọng là tạo lập có muốn hay không thôi và khi tạo lập đã quyết liệt để kéo thị trường vượt lên trên xu hướng thì sẽ có nhiều cổ phiếu nhưng chúng ta chỉ lựa chọn được một vài cổ phiếu nó tiềm năng nhất thôi, nó có xác suất nó mang đến lợi nhuận nhanh chóng cho anh chị em thôi. thì cổ phiếu nào thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết để gửi tới anh chị em để anh chị em chuẩn bị kế hoạch Cho một vài phiên tới anh chị em nhé. còn cái giai đoạn từ giữa tháng 7 cho đến giai đoạn vừa rồi ấy, anh chị em nào mà giao dịch thường xuyên quá là rất chán luôn. may mắn thì anh chạy nhanh được nếu như có cài có cài lệnh chặn lệnh stop ấy thì còn đỡ thất thoát đỡ thiệt hại về tài sản cho nên anh em nào mà, mà giao dịch thường xuyên quá từ giữa tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại là hầu như là đều dính đòn. Nhẹ thì lỗ vài phần trăm, nặng hơn thì có có một số anh em còn lỗ mười mấy 20 phần trăm cơ. Thì sau này chúng ta kiếm lại gỡ lại nó khó hơn, nó khó khăn hơn nhiều. Nên làm sao ấy để những cái điều anh em đầu tư nó không như hoạt động không như kỳ vọng, gọi là đầu tư sai với những cổ phiếu anh em mua sai giảm thiểu tối đa cái khoản thiệt hại với những điều sai với những cổ phiếu mua sai và tối ưu được cái khoản lợi nhuận với những vị thế mà anh em mua đúng ấy thì trung bình cộng lại thì cái khoản lợi nhuận nó trừ đi cái khoản thiệt hại anh em có tổng dương thì như vậy là anh em đầu tư vẫn thành công đầu tư vẫn hiệu quả đừng để cái tổng trung bình mà nó âm ấy để chứng tỏ là chúng ta đầu tư chưa hiệu quả thì cần phải xem xét đánh giá lại cái phương pháp đầu tư của bản thân như kể cả đến thời điểm hiện tại thì anh em vẫn đang phun tiền mặt không sao cả cứ đợi cái tín hiệu nó rõ ràng ấy theo thống kê mà theo cái hệ thống mình thống kê ấy, thì mình nhận thấy là có rất ít những trường hợp mà khi thị trường nó xác nhận vượt lên xu hướng và sau đó cổ phiếu cũng như là thị trường nó hoạt động thất bại rất ít nó vẫn có nhưng cái tỷ lệ là rất thấp và cái hệ thống này mình vẫn áp dụng và vẫn thường xuyên giúp anh chị em mang về lợi nhuận trong cái quá trình đầu tư anh chị em nhá nên kể cả anh chị em có đang phun tiền mặt chưa giải ngân bất kỳ một cổ phiếu nào thì kiên nhẫn thêm một vài phiên tới tín hiệu mua nó có xuất hiện hay không hay là tiếp tục giữ tiền mặt khi mà cái tín hiệu xác nhận nó không xảy ra là một vài phiên tới nó sẽ diễn ra thôi để anh chị em kiên nhẫn thêm một vài phiên tới anh chị em nhá đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường chung những cổ phiếu nào mà chúng ta cần quan tâm nếu như mà kịch bản thứ nhất nó xảy ra là thị trường nó xác nhận vào xu hướng thì sau đây mình sẽ bước sang cái phần số 2 mình sẽ phân tích và chia sẻ để gửi tới anh chị em khoảng 3 cổ phiếu, 3 cổ phiếu mà anh em cần ưu tiên nhất. Ngoài ba cổ phiếu này ra thì mình còn phân tích thêm một vài cổ phiếu khác nữa để phòng tránh trường hợp anh em không kịp mua những cổ phiếu này thì anh chị em lựa chọn những cổ phiếu phía sau. Nếu như trong trường hợp mà thị trường nó xác nhận nó vượt lên xu hướng anh chị em nhé. Cho đến thời điểm hiện tại thì có cái thằng ai và cái thằng STS nó đã xác nhận nó vượt lên xu hướng trước thị trường rồi cái giai đoạn này những cổ phiếu như FTS và thằng biết ai nó cũng tương tự giống như thằng VDS ở cái vùng này này giống như thằng VDS ở vùng này này và thằng MBS ở vùng này này nhìn chung thì nó tương tự nó tương tự như vùng này của thằng MBS và thằng VDS nó là hai cổ phiếu nó có vận động tích cực hơn hẳn so với thị trường ở ở cái giai đoạn ở cái vùng này mà những cổ phiếu như CDS như FTS ở vùng này thì nó hoạt động không được tích cực bằng anh em thấy không nó không hoạt động được tích cực bằng Yeah, bvs hoạt động cũng không được tích cực bằng nổ được một cây tiệm cận lên đến vùng cả và sau đó cắm đầu đi xuống cái thằng fts ở phiên ngày hôm nay ấy, nó có cái vận động tương đồng với thằng Vs vùng này có thể khoảng vài phiên tới nó sẽ tiếp tục nó sai quay rung lắc quanh cái đường xu hướng để chờ thị trường tới thời điểm mà thị trường nó bứt phá vượt lên xu hướng thì cũng có thể là thời điểm thằng fts nó bứt phá lên và ngắn hạn thì nó sẽ hướng lên đến vùng 42, 43. Mình thì mình mới thăm dò ngày hôm qua thôi, thăm dò quanh vùng 39 ngày hôm qua thôi. Thì nó lên đến vùng này thì nó sẽ giúp anh chị em mang về khoản lợi nhuận quanh khoảng 10%. Anh chị em mà muốn thăm dò vùng này thì vẫn nên ưu tiên thăm dò thôi, vì thị trường nó vẫn chưa đồng thuận. Nên anh em mà chưa cầm này thì cũng có thể ngày mai ngày kia thăm dò một phần thôi, dưới 10% nữa AV quanh vùng 39 nếu như nó rung lắc. Ngày hôm nay có giá 39 mà, quanh giá 39 thì trong trường hợp sai nó sẽ giúp anh chị em giảm thiểu được cái thiệt hại uh, từ những cái deal đầu tư này anh chị em nhé hay như là biết ai biết ai thì nó vượt lên xuống trước rồi nó bắt đầu từ ngày hôm kia ngày hôm qua thì nó tăng trần ngày hôm qua có một phiên tăng trần này. và ngày hôm nay tiếp tục có một phiên tăng 1,5 phần trăm nó vượt lên trên cái đường em 200 ngày nó vượt lên trên cái đường em 200 ngày ngắn hạn thì có thể nó sẽ tiếp tục nó tiến lên đến vùng này sau đó nó sẽ rung lắc có thể rung lắc vài phiên ở vùng này nếu như mà cái xuống nó đủ mạnh thì nó sẽ vượt lên trên cái vùng này và sẽ kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ của chính nó đấy là vận động của những cổ phiếu như SDS như BSI đây là một trong hai cổ phiếu nó vận động tích cực hơn thị trường cho đến thời điểm hiện tại ngoài những cổ phiếu như Vinamilk này ngày hôm nay cũng tiếp tục tăng này cổ phiếu này là cổ phiếu nó thường xuyên gói vận động hình V lên đấy nên mua những cổ phiếu này là mua rất khó nhá thì anh chị em mà chấp nhận rủi ro cao hơn một chút thì mới mua được những cổ phiếu như Vinamilk đấy hay là ngày hôm nay thì có cổ phiếu họ nhà Vin giá trị giao dịch của thị trường hôm nay là 14.000 tỷ thì riêng thằng Vinhome giá trị giao dịch của nó bằng 1 phần 10 thị trường ấy. một phiên có mức thanh khoản là khoảng 36 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên khi mà doanh nghiệp muốn kéo cổ phiếu lên ấy, hay muốn muốn đánh cổ phiếu ấy, thì thường sẽ có xu hướng là mua vào cổ phiếu quỹ để cô động lại cái số lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường sau này khi mà cổ phiếu tăng cao thì thường doanh nghiệp họ sẽ bán cái lượng cổ phiếu quỹ ra để chốt lời gọi là chốt lời đấy nên để cầm và đánh được cổ phiếu như là vin không phải là điều dễ dàng nó đánh nhau phá hết cả đáy đấy lịch sử luôn nên bây giờ mấy người cầm được đâu nên mình thì mình không ưu tiên đánh những cổ phiếu này đánh những cổ phiếu mà nó có những cái vận động mà chúng ta có thể dễ dàng phân tích nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với đánh những cổ phiếu mà không biết đường nào đánh nhau kiểu tù mù như là những cổ phiếu này thì rất là khó nhà mình thì mình không ưu tiên đánh những cuộc như này sai phát là chôn vốn ở trong đấy một thời gian rất là dài luôn anh chị em nhá STS trong trường hợp mà cổ phiếu không giữ được cái vùng 38.5 thì anh chị em ưu tiên cơ cấu ra để giữ vốn anh em nhá và nếu như mua thì canh lên đến quanh cái vùng 42 trong một vài phiên tới nếu như là thị trường xác nhận cổ phiếu nó test nó rung lắc nó hoạt động quanh cái vùng của giá 39 nhá sau đó ngày kia nó tiếp tục là hướng lên này thì anh chị em có thể có thể thăm dò quanh cái vùng giá 39 rồi chờ lên đến vùng này thì anh em chốt lời anh em nhá còn nó hoạt động nó tiếp tục nó xây một cái nền ngắn hạn đây này sau đó nó xuất hiện một phiên tách cung thì đấy là cái điểm anh em có thể gia tăng đấy anh cái điểm anh em có thể gia tăng gia tăng tỷ trọng và có thể là cái thời điểm mà thị trường nó vượt lên xu hướng thì cũng là cái thời điểm anh em gia tăng tỷ trọng với những cổ phiếu này anh chị em nhá STS còn biết ai thì bây giờ phải chờ, phải chờ xem Vì bây giờ nó đang tiến rất gần đến cái Đến cái vai Cái này gọi là cái vai Vì thời gian tới có thể thằng biết ai nó hoạt động là cái mẫu hình vai được vai ngược ấy Thì khi tiến lên đến quanh cái vùng 48 tám này Có thể nó sẽ mất thời gian Nó xây một cái nền tích lũy ở vùng này Thời gian tới sau khi xây cái nền xong à, Nền ấy thì tùy vào tính đầu cơ của phiếu Nhanh ấy thì có thể 5 đến 7 phiên nó xong rồi Nó kiểu như dạng là nam kim ở vùng này này Ở vùng nhau quá khứ ở vùng này này Đây này anh em ạ Trước đó nó có một cái vai bên trái này Sau đó sau quá trình nó hồi phục lên Nó chỉ mất khoảng 5 đến 7 phiên Nó xây cái nền cái vai bên phải Và sau đó đây chính là phiên mua này Nhưng mà ở thời điểm này mình mua ở đầu phiên này cơ Mình mua là mua ngày 28 tháng 2 này Và lên đến vùng này mình chốt lời mình nhớ ở phiên này Mình giúp nhiều anh chị em mang lại lợi nhuận từ thằng Nam Kim vùng này Nên phải chờ chờ xem là à, Cái thằng biết ai Thời gian tới ấy, nó có hoạt động Nó có xây một cái nền tích lũy ở vùng này hay không Nhanh thì chỉ cần khoảng 5-7 phiên thôi vì bây giờ nó đang tiến rất gần đến cái vai Cái vai bên trái rồi Nên mua thằng biết ai ở vùng này thì nó hơi khó Lợi nhuận thì nó nhỏ Mà rủi ro nhỡ nó rung lắc Thì nó lại khiến anh chị em chán nản thôi Thế biết ai Còn ưu tiên mua thì ưu tiên mua thằng FSS FTS Có thể một vài phiên tới nó sẽ tiếp tục Nó đánh hướng lên đến vùng này Hướng lên đến vùng 42, 43 đấy Anh em nhá ưu tiên nhất là thằng FTS Biến ai thì tuy được khỏe nhưng mà khó mua đấy là cái cổ phiếu thứ nhất mà anh em cần phải chú ý cái cổ phiếu thứ hai là cái thằng pao pao để anh em có thể thăm dò quanh cái vùng vùng giá tham chiếu này và kỳ vọng nó đánh hướng lên đến vùng đỉnh cũ kỳ vọng nó đánh hướng lên thì anh chị em ngày mai anh chị em có thể thăm dò quanh vùng giá tham chiếu này nó đóng cửa ấy, thì đóng cửa đúng cái đường xu hướng rồi thì cổ phiếu này, này anh chị em có thể thăm dò ưu tiên vị thế thăm dò thôi nhá và tiến lên đến vùng 15 thì anh chị em canh để anh em chốt lời đấy là với thằng pao anh chị em nhá nếu như nó đánh theo cổng cung hướng lên này thì nó sẽ giúp anh chị em mang lại lợi nhuận nhưng anh chị em vẫn phải đề phòng cho mình cái trường hợp rủi ro là thằng phao nếu như mà nó không giữ được nó không giữ được vùng 10 vùng 13.3 thì anh chị em ưu tiên em cơ cấu để giữ vốn em nhé đấy là về thằng phao rồi chúng ta kỳ vọng về cái mẫu hình hay đáy trong ngắn hạn của nó nếu như đánh lên ý, thì có thể kỳ vọng lên đến vùng 15 để chốt lời đấy là cơ hội thứ hai thằng thứ ba là thằng TCH TCH thì nó đang tiến rất gần tiến rất gần đến cái đường xu hướng rồi anh em mà mua trước thì chỉ nên thăm dò thằng TCH thôi nếu như ngày mai mà có thể vượt qua vùng 18 thì anh em có thể giải ngân đấy với thằng TCS Còn trong trường hợp mà ngày mai nó tiến sát vùng 18 nhưng không thể vượt qua được, đánh theo kiểu này. Sau đó một khoảng 3 đến 5 phiên tới nó tiếp tục nó sai quay quanh vùng này thôi. Thì anh chị em nên ưu tiên chờ một phiên chính thức vượt qua vùng 18 để tham gia, không cần phải mua sớm. Anh theo kiểu này, sau đó vượt lên đi. Đấy cái tín hiệu anh chị em tham gia thằng TCS trong khoảng một vài phiên tới thôi. Ngày mai mà vượt lên thì mua ngày mai. Còn khoảng 3 đến 5 phiên tới mà nó vượt lên thì 3 đến 5 phiên tới chúng ta mua. Thế phải thằng TCH anh em chú ý cho mình nhá. Đấy là ba cổ phiếu mà mình phân tích mình gửi anh chị em để anh chị em chú ý. Thằng FTS là một, thằng Pao là hai, hai cổ phiếu này đang nằm phía trên đường xuống rồi. Còn thằng TZ thì đang tiệm cận. Ngày mai có vượt qua được hay không thì quyết định việc ngày mai anh em mua hay không anh em nhé. Đấy kể cả GVR vậy Và nó cũng đang hình thành một cái mẫu hình hai đáy đấy. Đây này. Hai đáy này. này. Nhưng mà nó có vượt qua được không Đấy là điều chúng ta phải quan sát Trong một vài phía tới Bao giờ nó vượt qua Lúc đấy múc xúc Không có gì phải vội vàng như thị trường này cả Cái thời gian chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Nó sẽ quyết định việc Đấy anh chị em có phải là một nhà đầu tư thành công hay không Mua vội vàng quá Nhỡ chẳng may của nó không xác nhận Nó giống như vùng này này anh chị em mua ở đây này Sau đó nó không xác nhận này Rồi xuống đây đây lỡ anh chị em bán Bán xong nó hồi phục là rất chán luôn Nên để sau này tránh việc bán sai ấy thì nên chờ tín hiệu xác nhận rồi chúng ta mua vẫn có một vài trường hợp khi xác nhận sau đó mua và nó vẫn lỗi nhưng mà trường hợp này ít khi nó xảy ra nó xảy ra trừ khi là thị trường nó biến động mạnh nó gặp phải cái tác động nào đó thôi thì cái này chúng ta không tránh được thì vẫn phải chấp nhận để cơ cấu để giữ vốn thôi anh em nhé còn cái nhóm chứng khoán với những cổ phiếu như MBS nhá, nó có vượt qua được hay không thì một vài phiên tới Nó sẽ trả lời cho chúng ta sớm thôi Nhưng còn đánh nhau kiểu như này Thì mình không thấy đẹp lắm đâu Như những cổ phiếu này mình đang nhận thấy Nó đang tương tự giống như vùng này này Thì anh chị em cũng cần phải cẩn trọng đấy Cũng cần phải cẩn trọng này Thấy giống không? Như trước đây thì mình đánh giá là cái vùng hiện tại ấy, Nó đang giống cái vùng hồi cuối tháng 10 năm 2023 của MBS Và trong trường hợp mà những cổ phiếu này lỗi Thì cũng có khả năng ở Thị trường nó cũng lỗi Vì nhóm chứng khoán nó là cái nhóm nhạy sóng Kiểu một vài cổ phiếu nó vượt lên trên xu hướng trước thôi kể cả thằng BVS ý, nó có vượt lên trên xuống đời không nó sẽ quyết định việc chúng ta có mua có mua những cổ này hay không đấy BVS này MBS này hay kể cả thằng CDS này chính vì nó không vượt lên trên xu hướng được nên ngày hôm nay đóng cửa giá đỏ này có vượt lên được đâu trừ khi một vài phiên tới nhá nó vượt lên trên xu hướng được thì nó sẽ quyết định việc chúng ta có mua hay không đấy cái vùng này là vùng khá là quan trọng của những cổ này thì cũng có thể là thằng MBS nó giống như vùng này thôi thằng MBS ý, nó giống như vùng này này thì quan trọng là một vài phiên tới nó nó phải có cái phiên xác nhận như này thì nó mới cho chúng ta cái tín hiệu để tham gia chứ còn nếu như mà không có một phiên vượt lên ấy thì khả năng cao là nó sẽ giống như cái vùng này. Thì quan trọng là một vài phiên tới thành hay bại là phải có một phiên hướng lên. Ấy. Hướng lên thì thành, còn bại là quay đầu cắm đầu xuống. Anh em nhé Nên anh em chú ý cho mình những cổ phiếu mà mình vừa phân tích ấy, đặc biệt là những cổ như MBS và BVS nó có vượt lên trên xuống được hay không? thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta cần phải quan sát từ thị trường đấy nó mà cắm đầu đi xuống thì có khả năng là thị trường nó còn tiếp diễn nó còn xảy ra một cái nhịp giảm nữa nên anh chị em cần phải chú ý kỹ cho mình trong một vài phiên tới xem nó có mua được hay không đây là lý do vì sao trong mấy phiên vừa rồi thì mình cũng cảnh báo anh em về việc là mua ở vùng này chỉ nên thăm dò thôi không hy vọng là kiếm nhiều tiền làm giàu khi thị trường bước vào giai đoạn khó đâu nguyên cả giai đoạn up trend nếu như mà anh chị em chưa kiếm lợi nhuận thì đừng hy vọng là giai đoạn thị trường khó mà anh em kiếm lợi nhuận vì thị trường dễ mà chúng ta không kiếm được thì đến cái thời điểm mà thị trường khó ấy, nó càng dễ khiến anh chị em thất thoát về tài sản hơn đấy anh chị em nhá nên anh chị em cần phải quan sát kỹ quan sát chi tiết trong một vài phiên tới cái vận đốc của thị trường nó sẽ cho chúng ta kết quả như thế nào mà anh chị em mà trong thời gian vừa qua đầu tư chưa hiệu quả muốn về đồng hành cùng với quang để thời gian tới khi mà thị trường xác nhận nó vào xuồng mới để nhanh chóng tham gia được cùng quang, chinh phục được những cơ hội này cùng quang thì nhanh chóng làm theo hướng dẫn trên màn hình để sớm về đồng hành cùng quang để chinh phục những cơ hội tiềm năng này cùng cùng với mình anh chị em nhé. Anh chị em theo dõi video đến giờ này thì nhớ để lại cho mình một like, subscribe kênh và chia sẻ video này đến những người anh chị em đang quan tâm anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.